Xin kính chào quý vị khán giả. Quý vị đang theo dõi phần tổng hợp những tin tức quốc tế mới nhất trên kênh Tin 24 giờ. Sau đây sẽ là những thông tin chi tiết. Triều Tiên tuyên bố thử thành công tên lửa mang nhiều đầu đạn. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA cho biết trong cuộc thử nghiệm được tiến hành hôm 26 tháng 6, cơ quan quản lý tên lửa Triều Tiên đã tiến hành thành công thử nghiệm phân tách và điều khiển dẫn đường cho từng đầu đạn di động. Triều Tiên cho biết cuộc thử nghiệm nhằm đảm bảo khả năng MIRV đề cập đến công nghệ đầu đạn hồi quyển tấn công đa mục tiêu độc lập, cho phép một tên lửa đạn đạo có thể phóng nhiều đầu đạn tới các mục tiêu khác nhau. Thông báo của Triều Tiên mâu thuẫn với đánh giá của Hàn Quốc rằng tên lửa đã phát nổ trên không. Các quan chức Hàn Quốc cho biết tên lửa được phóng từ một khu vực trong hoặc xung quanh Bình Nhưỡng vào khoảng 5 giờ 30 phút, nhưng đã phát nổ trên vùng biển phía đông sau khi bay được khoảng 250 km. Một nguồn tin quân sự nói với hãng tin Ionhap rằng Triều Tiên có thể đã phóng thử tên lửa siêu vượt âm. Tuy nhiên, Triều Tiên cho biết cuộc thử nghiệm sử dụng động cơ giai đoạn đầu của tên lửa đạn đạo nhiên liệu rắn tầm trung trong bán kính 170-200 đến 200 km. KCNA thông báo các đầu đạn di động riêng biệt đã được dẫn đường chính xác tới 3 tọa độ mục tiêu. Theo KCNA, các quan chức Triều Tiên nhấn mạnh việc nâng cao khả năng MIRV là một nhiệm vụ công nghệ quốc phòng rất quan trọng và là ưu tiên hàng đầu của quân đội Triều Tiên, đồng thời cho thấy đây cũng có thể là ưu tiên hàng đầu của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim trong un Ngày 25 tháng 6, theo giờ địa phương, mưa lớn gây ra lũ lụt trên diện rộng ở nhiều bang ở miền Trung, Tây của nước Mỹ. Mưa nước sông dâng cao kỷ lục phá hủy cầu cống và khiến ít nhất hai người thiệt mạng. Tại bang Iowa, Thống đốc Kim Reynolds đã ban bố tình trạng thảm họa cho các hạt bị ảnh hưởng, mở đường cho việc cấp viện trợ liên bang. Mực nước sông Little Sioux dâng cao vượt qua đê chắn, gây thiệt hại cho nhà cửa và doanh nghiệp. Quan chức địa phương lý giải, mực nước sông dâng cao vượt mức dự báo và điều này gây khó khăn cho công tác phòng hộ đê điều. Lũ lụt cũng gây ra thiệt hại cho động vật hoang dã. Trung tâm Cứu hộ Động vật Hoang dã Forever Wildlife Lodge ở phía tây bắc Iowa đã nhận được hơn 200 cuộc gọi cứu hộ kể từ khi lũ lụt bắt đầu ở phía đông tại Humboldt, Iowa, mực nước dự kiến sẽ lên tới mức kỷ lục 5 mét vào ngày 26 tháng 6. Gần 68.000 bao cát đã được gia cố tại khu vực đê để ngăn nước lũ. Các quan chức địa phương cho biết hiện nước lũ đã bắt đầu gây ngập lụt ở một số sân sau và chân móng nhà dân. Cơ quan Thời tiết Quốc gia dự báo phía tây Iowa và phía đông Nebraska có khả năng hứng chịu mưa đá và gió lớn gây nhiều thiệt hại trong khi các vùng của Nam Dakota và Minnesota có thể trải qua mưa rào và rông. Lũ lụt có thể tiếp tục diễn biến xấu đi trong vài ngày tới khi nước chảy vào rông Missouri và Mississippi. Tại Michigan, hơn 150.000 hộ gia đình và doanh nghiệp đã bị mất điện vào sáng 25 tháng 6 sau khi có những cơn rông dữ dội kéo đến, chưa đầy một tuần sau cơn bão khiến hàng nghìn người sống trong cảnh mất điện nhiều ngày ở ngoại ô Detroit tại Minnesota, hơn 20 điểm dự báo sẽ xảy ra lũ lụt lớn và cảnh báo lũ lụt có thể kéo dài đến cuối tuần. Lại có thêm một du khách nước ngoài thiệt mạng do nắng nóng tại Hy Lạp. Và đây cũng là trường hợp du khách thứ 6 thiệt mạng tại Hy Lạp trong tháng 6 này. Quốc gia châu Âu này đang phải trải qua đợt nắng nóng rất bất thường đến sớm nhất từ trước đến nay. Nhiệt độ thì lên tới 40 độ. Thông tin từ cảnh sát, du khách người Đức 67 tuổi được phát hiện tử vong trên đảo Crete Du khách này thiệt mạng khi thực kiện hành trình đi bộ đường dài một mình trong hẻm núi ngày 23 tháng 6. Ngoài ra, sau chiến dịch tìm kiếm kéo dài 4 ngày bằng máy bay, máy bay không người lái và tàu thuyền đối cứu hộ cũng đã tìm thấy thi thể của người dẫn chương trình truyền hình Mikhail Mosley trên đảo Rosimi vào ngày 9 tháng 6. Trước đó, nhiều khách du lịch thiệt mạng và mất tích trong đợt nắng nóng bất thường xảy ra trong tháng 6 trên khắp đất nước địa Trung Hải, cho thấy mối nguy hiểm khi tiếp xúc với nhiệt độ chạm hoặc là vượt quá ngưỡng 40 độ. Đợt nắng nóng bất thường tại Hy Lạp do cuộc khủng hoảng khí hậu toàn cầu. Ngoài ra vị trí địa lý của Hy Lạp cũng gần với châu Phi, cũng là một trong những yếu tố khiến nước này đặc biệt dễ bị tổn thương dưới những tác động của biến đổi khí hậu do con người gây ra. Chính phủ Mexico báo cáo kể từ tháng 3 đến nay đã có 155 trường hợp tử vong liên quan đến nắng nóng cực đoan tại nhiều khu vực. Và đáng lưu ý chỉ riêng trong 2 tuần vừa qua đã có 30 trường hợp tử vong do sốc nhiệt tại Mexico hàng chục thành phố của Mexico đã phá kỷ lục về nắng nóng trong tháng 5 vừa qua. Giới chức y tế Mexico cho biết ít nhất 2.567 người đã mắc các bệnh liên quan đến nhiệt trong mùa hè nắng nóng cực độ này. Trời thực sự nắng và nóng vô cùng, tôi phải mua thêm một chiếc quạt khác vì không thể chịu nổi nữa. Ngày tắm hai lần mà mồ hôi vẫn vã ra như tắm. Ban đêm nhiệt độ chỉ giảm đi đôi chút, nhưng tóm lại là vẫn vô cùng nóng chính quyền mexico đã cảnh báo người dân tránh khỏi khu vực biên giới do lo ngại nắng nóng tiếp diễn có thể làm tăng số người thiệt mạng Trước đó, ngày 19 tháng 6, lực lượng an ninh Mexico đã phát hiện một người đàn ông 45 tuổi chết vì sốc nhiệt ở hoang mạc gần biên giới Mỹ, thi thể bị vùi trong cát dưới ánh nắng chói trang. Điều này khiến giới chức Mexico tăng cường cảnh giác bởi chỉ một tuần trước, một phụ nữ di cư tới Mỹ cũng thiệt mạng vì mất nước ở bang Chihuahua, phía bắc Mexico, khi nhiệt độ hơn 40 độ C. Theo số liệu từ Viện Di cư Quốc gia Mexico, gần 1,3 triệu người di cư trái phép đã đi qua lãnh thổ Mexico trên hành trình đến vùng đất hứa Mỹ từ tháng 1 đến tháng 5 năm nay. Ngày 25 tháng 6, theo giờ địa phương, Tổ chức Vận tải và Môi trường cảnh báo khoảng 52 triệu người sống quanh các sân bay nhộn nhịp nhất châu Âu có nguy cơ bị tổn hại sức khỏe do nồng độ các hạt mịn thải ra trong quá trình đốt cháy nhiên liệu của máy bay phản lực. Các hạt siêu mịn nhỏ hơn khoảng 1.000 lần so với sợi tóc người được giải phóng trong quá trình máy bay cất và hạ cánh. Kích thước cực nhỏ khiến các hạt siêu mịn UFP dễ dàng xâm nhập các mô con người, ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy những hạt này có hại cho sức khỏe con người. Tuy nhiên, hạt siêu mịn UFP phần lớn vẫn chưa được kiểm soát. Tổ chức Vận tải và Môi trường có trụ sở tại Bruxelles đã phân tích nồng độ xung quanh sân bay Amsterdam dựa trên dữ liệu do Viện Y tế Cộng đồng và Môi trường Quốc gia Hà Lan thu thập. Sau đó, áp dụng kết quả này với 32 sân bay nhộn nhịp nhất châu Âu. Trong đó, tổ chức này kết luận 52 triệu người sống trong bán kính 20 km xung quanh sân bay bận rộn tại châu có nguy cơ bị tổn hại sức khỏe nghiêm trọng do nồng độ hạt bụi bị siêu cao. Thưa quý vị, hội nghị thường niên các nhà tiên phong lần thứ 15 của diễn đàn kinh tế thế giới (WEF) đang diễn ra tại thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh, đông bắc của Trung Quốc. Được tổ chức từ ngày 25 đến ngày 27 tháng 6 với chủ đề "Những chân trời tăng trưởng mới", sự kiện quy tụ khoảng 1.600 nhân vật hàng đầu trong khu vực công và tư từ gần 80 quốc gia và vùng lãnh thổ để cùng nhau trao đổi, tìm kiếm những động lực mới và những cách thức mới cho tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Phạm Minh Chính, đã tham dự hội nghị và có bài phát biểu tại sự kiện lần này. Phát biểu tại lễ khai mạc, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường cho rằng nền kinh tế thế giới thiếu động lực tăng trưởng hiệu quả do các yếu tố mang tính giai đoạn như cú sốc do đại dịch COVID-19 gây ra, lạm phát cao và vấn đề nợ đang xấu đi, cũng như các vấn đề và mâu thuẫn sâu sắc khác chiều sâu hợp tác quốc tế sẽ hỗ trợ cho sự phát triển con người đạt đến đỉnh cao chúng ta nên giữ quan điểm cởi mở hợp tác chặt chẽ với nhau bác bỏ đối đầu khối cũng như sự tách rời và mất kết nối duy trì sự ổn định và thông suốt của chuỗi công nghiệp và cung ứng đồng thời thúc đẩy tự do hóa và thuận lợi hóa thương mại và đầu tư chúng ta nên dẫn dắt và thúc đẩy sự phát triển lành mạnh của thế giới và tập hợp sức mạnh tổng hợp mạnh mẽ của tăng trưởng kinh tế thế giới Chủ tịch điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới Klaus Schwab cũng có bài phát biểu tại lễ khai mạc, nhấn mạnh sự tin cậy lẫn nhau để vượt qua thách thức. Diễn đàn năm nay bao gồm 6 triệu cột chính, nền kinh tế toàn cầu mới, Trung Quốc và thế giới, khởi nghiệp trong thời đại AI, biên giới mới cho các ngành công nghiệp, đầu tư và con người và kết nối khí hậu thiên nhiên và năng lượng.